Quá đẹp. Vẫn là Đạt. Vẫn là Thành Sang. Xin chào mừng các bạn đã quay trở lại với Bóng Chim Học Sinh. Đây là set đấu thứ hai, trận bán kết 1 diễn ra giữa Team Rap và sẽ Trân Châu, Tân Châu. Lỗ. Đây là cơ hội được trao cho nhóm. Đó là pha chắn bóng thành công phía bên trẻ Tân Châu. Điểm đầu tiên cho trẻ Tân Châu nha các bạn. 1-0. Phía bên trẻ Tân Châu thì có sự xuất hiện của Trương Sang, Thanh Sang, Nguyễn Dẫn, Bình Nhỏ và Trung Lý. Vẫn còn. Quá hay cho pha xử lý dưa rồi của phía trường. Điểm cho team Rap 1-1. Quá tốt. Đó là pha dứt điểm đến từ Thanh Sang. Tài năng trẻ đến từ Tân Châu. Điểm 2-1. Phía bên team Rap thì có biên phải là Đạt Nhỏ, biên trái là Tô Nhóc, giữa là Phi Trường và chuyền hai là Phi. Ngoài ra có vụ trắng là Thiên. Lỗi rồi. Điểm 2-2. Và xử lý quá tốt của Thanh Sang mang về điểm thứ 3 cho trẻ Tân Châu. 3-2. Cậu nhóc. Nhưng vừa rồi, vừa rồi thì Thanh Sang đã để chạm lưới rồi. Điểm 3-3. Quạt bóng không qua lưới. Điểm dành cho trẻ Tân Châu. 4-3. Quạt bóng không qua lưới rồi. Lại lần nữa điểm số được quân bình nha các bạn. 4-4. Bên sau lưng đừng bơi ngang bay tới hết á. Đạt Nhỏ vẫn còn. Quá hay cho bà xử lý của Đạt Nhỏ các bạn. Điểm cho team Rap nhiều vậy. Điểm 5-4. Nguyễn Dân bài lý tốt của Nguyễn Dân. Quân bình tỷ số 5-5. Vẫn còn. Lần này thì tôi nhóc dứt điểm tốt nha các bạn. Điểm 6-5 cho team Rap. Và dứt điểm đường y quá tốt của Nguyễn Dực. Điểm số được quân bình các bạn. 6-6. Quá đẹp. Đó là pha dứt điểm gọn gàng của Đạt Nhỏ sau pha chuyền lỗi trắng của Phi nha các bạn. Điểm 7-6 cho team Rap.
Ủa. Và dứt điểm cho anh tay trắng ra ngoài của Thanh Sang. Điểm 7 đều. Quá êm. Quá hay cho những pha xử lý của Đạt nhỏ các bạn ạ. Cực kỳ khéo cho những pha xử lý của Đạt nhỏ. Điểm 87 cho team Rap. Nguyễn Dựng. Và điểm quá tốt của Nguyễn Dựng khi mà dàn trắng bên team Rap quá lỏng lẻo, chỉ một trắng thôi thì đường quá rộng cho Nguyễn Dựng dứt điểm. Điểm 8 đều. Vẫn là Đạt. Quá tốt cho pha dứt điểm của Đạt các bạn ạ. Quá gọn luôn. Libero giờ ra công chính luôn rồi. Quá hay cho. Rất tiếc là lỗi dường như là thủ ngửa tay là thua nha các bạn. Và xử lý tốt của Đạt nhỏ. Lại là Đạt nhỏ. Những pha xử lý cực kỳ khó chịu. Điểm 19 cho team Rap. Vẫn là Thành Sang. Trời ơi cái đường y kìa. Quá gọn cho pha dứt điểm vừa rồi của Thanh Sang. Cùng mình tỷ số 10 đều. Lại là pha xử lý tốt của Đạt nhỏ. Không chạm tay Thanh Sang ra ngoài. Điểm 11-10. Vẫn còn. Tiếc là nỗ lực cứu bóng của Thiên không thành công rồi. Điểm 11 điều. Quá hấp dẫn cho set đấu thứ hai này các bạn. Khi mà điểm số luôn so kè với nhau. Bắt bóng không vào lưới của Bình nhỏ. Điểm 12-11. Con chỗ ngọt mày thủ không được nữa Đạt. Trời ơi. Hay quá nè. Mạnh hơn. Và dứt điểm chạm tay trắng ra ngoài của Thanh Sàng. Điểm 12 điều. Lỗ. Vậy thì Phi đã để chạm lưới rồi. Điểm cho trẻ Tân Châu. Quá đáng tiếc, nỗ lực cứu bóng không thành công rồi. 14-12 dành cho trẻ Tân Châu. Điểm kết thúc trận đấu dành cho trẻ Tân Châu nha các bạn. Như vậy Trường Sơn đã bị chạm lưới rồi trong pha tranh chấp bóng vừa rồi. Điểm cho team Rap 13-14.
Nguyễn Dẫn vẫn còn cú bóng quá hay của Phi. Nhưng rất tiếc đạt nhỏ này chạm lưới rồi. Như vậy thì kết thúc trận đấu thứ hai chung cuộc với bên team của trẻ Tân Châu giành chiến thắng và bước vào trận chung kết. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu có hay hãy like, share và nhấn đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.